Nhận định Curaçao với El Salvador, 6 giờ ngày 18 tháng 6, bảng C vòng chung kết Gold Cup 2019 có sự góp mặt của 4 đội bóng Honduras, Jamaica, El Salvador và Curaçao. Về cơ bản, đây được đánh giá là bảng đấu cân tài, cân sức và rất khó đoán. Trong số này, Curaçao là cái tên bị đánh giá yếu nhất, nhưng cũng không vì thế mà sớm gạch tên đội bóng này. Hẳn những người hâm mộ Việt Nam vẫn còn nhớ Curaçao, đội bóng mới đánh bại đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo trên chấm 11m ở chung kết King Cup. Trong danh sách Curaçao hiện tại, rất nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Có thể kể đến như thủ môn Rum đang chơi cho PSV, đội trưởng và cũng là trung vệ Martina thi đấu cho Feyenoord, tiền vệ Maria từng đầu quân cho Twente, Bakuna khoác áo Cardiff City mùa giải này anh chơi 6 trận tại giải ngoại hạng Anh. Trên bảng xếp hạng FIFA, Curaçao đang đứng thứ 79, nghĩa là không kém hơn quá nhiều so với đối thủ của họ ngày hôm nay là El Salvador, đội đứng thứ 69. Chính bởi thế, việc nhà cái áp bức kèo châu Á hòa được thua cũng không phải là điều quá bất ngờ. Tuy nhiên, điều khiến các nhà đầu tư e ngại chính là việc trong quá khứ El Salvador luôn áp đảo so với Curaçao. Bằng chứng là 4 trận đối đầu trong quá khứ, Curaçao bất thắng, trong đó nhận 3 thất bại. Mọi chuyện càng trở nên khó hiểu, bởi xét về phong độ hiện tại, El Salvador cũng đang thể hiện là tạm chấp nhận được. Ngoài thất bại trước Nhật Bản ở trận đấu gần nhất, El Salvador có mạch toàn thắng 5 trận trước đó. Nếu tính theo kèo châu Á, El Salvador mang niềm vui cho các nhà đầu tư ở 4 trên 5 trận gần nhất. Cả hai đều có sự chuẩn bị tốt trước thềm Gold Cup. Curaçao cũng cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong vài năm gần đây và sở hữu dàn cầu thủ phần lớn đang thi đấu tại châu Âu. Đó là lý do khiến nhà cái e ngại đội bóng này. Với kèo châu Á hòa được thua, người viết nghiêng về một trận hòa. Tuy nhiên, để bắt buộc phải chọn đội thắng, Curaçao sẽ là lựa chọn. Thông tin đối đầu, 4 trận đối đầu gần nhất, Curaçao hòa 1 trận, thua 3 trận, lựa chọn tốt nhất, Curaçao cả trận, dự đoán 1-0.